Chào mừng các em đến với kênh thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 5, tuần 13, trang 125-126. Chính tả. Một nhỏ nhớ viết hành trình của bảy ông, hai khổ thơ cuối. Thì hôm trước, những tiết trước các em đã được học thuộc lòng bài thơ hành trình của bảy ông. Như vậy thì hôm nay phần chính tả các em sẽ tự nhớ lại hai khổ thơ cuối và các em sẽ tự viết chính tả. Thì hôm nay cô sẽ không đọc bài chính tả này cho các em viết. Thì trong quá trình nhớ viết, các em hãy trình bày đúng hai khổ thơ cuối của bài thơ và chú ý viết đúng những cái từ khó ở trong bài. Ví dụ như là từ rong rủi, rùng rì, nói liền, lặng thầm. Như vậy thì cô sẽ đọc sơ qua một lần hai khổ thơ cuối để nhắc lại, gợi lại cho các em nhớ. Rồi sau đó các em tự nhớ và các em sẽ viết và tự kiểm tra lỗi chính tả của mình nha. Bầy ong rong rủi trăm miền, rù rì đôi cánh nổi liền mùa hoa. Nó rừng hoang với biển xa, đất nơi đâu cũng tìm ra ngọt ngào. Nếu hoa có ở trời cao thì bầy ong cũng mang vào mật thơm. Chắc trong vị ngọt mùi hương, lặng thầm thay những con đường ong bay. Trải qua mưa nắng vơi đầy, men trời, đất đủ làm say đất trời. Bầy ong giữ hộ cho người, những mùa hoa đã tàn phai tháng ngày. Rồi tiếp theo là phần hai nhỏ. A. Tìm các từ ngữ chứa những tiếng sau. Sâm, xăm, sương, xương, xưa, xưa, siêu, siêu. Ví dụ là nhân sâm, xâm nhập. Tức là các em sẽ tìm các từ ngữ chứa những tiếng có sẵn ở đây. Thì với cái những mỗi tiếng hoặc vần cho sẵn, các em sẽ tìm các từ ngữ chứa các tiếng vần đó. Ví dụ ở đây có là sâm, thì đây là nhân sâm. Còn xâm thì là xâm nhập. Nó tương tự thì các em sẽ tìm những từ ngữ đó như sau. Đầu tiên là củ sâm, xâm nhập, xâm lược. Rồi ở đây đó là từ sương với sương. Sương thì có là sương giá, sương mù, sương muối. Sương thì có sương cá, sương sương. Đầu tiên là tiếp theo là xưa thì có là say xưa, cây xưa. Còn xưa thì có là ngày xưa, xưa kia, xa xưa, cổ xưa. Tiếp theo là siêu, có là siêu nước, cao siêu, siêu âm, siêu sao. Còn từ siêu thì có là siêu vẹo, siêu lòng, liêu siêu, nhà siêu. Rồi tiếp theo câu B là tìm các từ ngữ có tiếng chứa vần ghi trong bảng sau. Út, út, ướt, ướt, ít, ít. Ví dụ bột, miệng, buộc, lạc. Thì cũng tương tự ở câu A, các em cũng sẽ tìm những cái từ ngữ có tiếng tức là tìm những cái tiếng, các từ ngữ trước các tiếng, các phần có sẵn ở đây. Ví dụ là út thì có là buột miệng, còn út, buột, lạc. Thì các em sẽ tìm và trình bày như sau. Có đây là rét, buốt, con chuột. Út thì có là buộc, tóc, cuốc, đất. Tiếp theo là ướt, xanh mướt, mượt mà. Ướt có là bắt, trước, thước, đo. Tiếp theo là ít, tiết kiệm, chiết cành, chì chiết,
Tiếp theo là biết thì có là xanh biết, quặng biết. Rồi tiếp theo là câu ba nhỏ điền vào chỗ trống. A. Sờ hay sờ. Đàn bò vàng trên đồng cỏ. Xanh xanh. Gặm cả hoàng hôn, gặm buổi chiều. Gặm buổi chiều. Điền sờ hay là sờ. Chiều sót lại. Như vậy thì các em sẽ như vậy ở câu này các em sẽ suy nghĩ và điền vào từ cho thích hợp. Thì ở đây có là đàn bò vàng trên đồng cỏ, xanh xanh, gặm cỏ hoàng hôn, gặm buổi chiều sót lại. Rồi tiếp theo câu B. Tờ hay cờ. Trong làng nắng ửng khói mơ tan, đôi mái nhà tranh lắm tấm vàng. Sột soạt tiếng treo, sột soạt gió treo tà áo biết. Trên giàn thiên lý bỗng xuân sang, theo hàng mặt tử. Như vậy các em sẽ cùng suy nghĩ và điền vào từ cho thích hợp. Thì các em có thể điền như sau. Trong làng nắng ửng khói mơ tan, đôi mái nhà tranh lắm tấm vàng. Sột soạt gió treo tà áo biết, trên giàn thiên lý bỗng xuân sang. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn tiếng Việt lớp 5. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thị Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và chào tạm biệt các em.